Rồi xin giới thiệu với anh em tiếp anh em ơi. Xin thiệu cả nhà, mời cả nhà về xem cái anh em ấy review về một con này F170. Đó. Máy là hàng Nhật nha mấy anh em. Em cho hai anh em đang rửa máy nè. Rồi rửa nào kia. Các thứ. Rồi sau đó em test máy, nổ máy cho anh em xem luôn. NF170. Thằng này là thằng Nhật chính tông nha anh em. Mà nó còn mới vậy đó. Máy này nó đã mới sẵn rồi, tức là nó còn đẹp á, rửa về rửa sơ sơ là thấy là nó ok. Đặt nước đi, khỏi bay băng rửa máy đi. Thấy thằng bê đặt nước đi. Quá trời quá đất luôn. Mới cho hàng để đi xăng về nè. Quá im. Chỗ này ra. Tinh sợ tinh luôn em ơi. Quá trời quá đất. Mới. Là F170. Rồi, tao máy đi. Tao pháp. Được rồi, được rồi. Em về cái này. Đó. Mở lóc nó nè. Đập đèn máy NF170 17 ngựa 2400 đầy tua.
chào cả nhà. Hôm nay em mới về một con Hyundai một tắc 04 của anh em ơi. Em review và test thử nổ máy cho mấy anh em xem nha. Máy này là mới gửi gái đây. Đó. Đẹp mới hồ. Rồi đây đi.
hết ý, giá chỉ 20 mấy triệu thôi. Hyundai 1T4, máy còn rất là liền lạc, hơi hám là bao, cốt bao ớt tăng đa. Mấy anh em cầm tiền mà giờ mua máy Trung Quốc giờ 10 mấy 20 triệu rồi. Đó, mấy con mà 95, 98 giờ 10 mấy 17, 18 triệu rồi, 20 cũng có nữa. Thì mấy con này là Hyundai này, là nói với là hãng Hyundai này chứ thương hiệu nó xài chung với Mitsubishi luôn, đồ đạc xài chung một thứ. Mấy anh em có mấy con này, mấy anh em mà có mà gác lên cổ lúa hay là xe gùa rồi đó, thôi còn gì bằng nữa, chạy là banh cổ luôn, đụng nhẹ là chạy, đụng nhẹ là chạy, hơi hám á, khỏi bàn rồi đó. Nãy em test thử cho anh em xem á. Rồi video này của em đến đây là kết thúc nha anh em, mấy anh em video sau đi.